tại sao đàn ông lại ngoại tình nhiều năm với cùng một người. Bởi vì người đó hấp dẫn, người đó phù hợp, người đó thấu hiểu và người đó yêu thương anh ấy. Và đôi khi anh ấy không tìm được những điều đó ở bạn, thế nên anh ấy cứ ngoại tình nhiều năm với cùng một người phụ nữ. Không ngẫu nhiên mà một người đàn ông lại đi ngoại tình. Sự ngoại tình nó có thể đến từ rất nhiều nguyên nhân. Có những nguyên nhân đến từ chính người đàn ông đó, cũng giống như việc người đàn ông đó không làm chủ được cảm xúc của mình, cũng thấy rằng mình đã làm tổn thương đến hai người phụ nữ nhưng vẫn không thể nào dừng lại. Nhưng nếu như ngoại tình vì bản tính trăng hoa, vì ham của lạ, thì đàn ông họ sẽ không ngoại tình với cùng một người trong suốt nhiều năm như vậy. Nguyên nhân tiếp theo có thể là đến từ người vợ. Nếu như một người đàn ông đang cảm thấy rất là bất hạnh, rất là khổ đau, không cảm nhận được sự tôn trọng và thấu hiểu của vợ thì rất dễ anh ta sẽ đi ngoại tình. Và có rất nhiều những người thứ ba, họ vô cùng khéo léo, họ biết rằng người đàn ông kia có thể rời đi bất cứ lúc nào, thế nên họ vô cùng chỉnh chu khi gặp người đàn ông đó. Họ vô cùng cẩn thận khi nói từng lời nói, chọn những lời nói dễ nghe nhất, thấu hiểu và yêu thương nhất với người đàn ông đó. Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống đều để lại cho chúng ta những bài học. Nếu như cứ mãi trách móc, đổ lỗi, sân hận thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ học được bài học gì cả. Em Dung không ủng hộ cho việc ngoại tình, nhưng nếu chẳng may hôn nhân của chúng ta xảy ra lỗi ngoại tình thì hãy nhìn nhận lại bản thân mình trước, sửa đổi và tốt lên mỗi ngày thì cuộc đời mình mới có thể chuyển sang một trang khác.